Samsung Galaxy O5 chỉ 2.690.000. Chào mừng các bạn đã trở lại Mango TV và Mango trả lời comment số thứ 30. Trong video này mình sẽ trả lời tất cả những comment của các bạn đã comment ở video trước. Cụ thể là Mango trả lời comment số thứ 28 và 29. Anh ơi, 6S quốc tế và 6S Plus Lock nên chọn cái nào? Tư vấn giúp em, cảm ơn anh nhiều. Thì cá nhân mình cho rằng là bạn nên mua một chiếc iPhone 6S Plus Lock, bởi vì nó có màn hình to hơn, bởi vì nó có thời lượng pin lớn hơn. Mặc dù là dùng phiên bản Lock thì hơi có một vài vấn đề phiền phức. Tuy nhiên thì hiện tại đã có SIM ghép 4G thần thánh có thể fix được toàn bộ các lỗi. Còn đến khi nào mà SIM ghép 4G thần thánh không thể fix lỗi được nữa thì tư vấn lại. Anh ơi, sao mà em vào phần kiểm tra pin chỉ hiện thời gian chờ và thời gian sử dụng thôi, không hiện cụ thể thời gian từ ứng dụng? Thì ở trong cái phần bảng dung lượng pin, mà những phần trăm dung lượng pin mà các ứng dụng đã sử dụng, ở bên cạnh đó thì có nút hình cái đồng hồ này. Các bạn ấn vào nút hình cái đồng hồ ạ. Đây. Đó. Thì nó sẽ ra được cái thời lượng sử dụng của từng ứng dụng một. Đây là một video chi tiết về unlock iPhone đi, chắc nhiều anh em hóng thành ngay. Video về unlock iPhone Lock trở thành phiên bản quốc tế thì mình sẽ làm trong một video, có thể là video theo yêu cầu nhá. Bởi vì là hiện tại mình vẫn đang trong quá trình tìm hiểu và chưa thực hiện được. Con 5S của mình ấn mạnh vào góc bên trên chỗ camera có cảm giác như màn hình bị lỏng, như thế có sao không? Máy như vậy là không bình thường rồi, bình thường là ấn vào là không có cảm giác gì cơ. Anh ơi, khi nào có jailbreak 10.3.1 thì anh làm clip hướng dẫn được không ạ? Đương nhiên rồi, ngay khi có iOS 10.3.1 đã jailbreak, mình sẽ có video cho các bạn xem ngay lập tức. Có cách nào tiết kiệm pin trên iPhone 5S chạy 10.3.1 không ạ? Thì có một cách để các bạn có thể thực hiện được ngay, đó là xóa bớt các cái phần mềm, ví dụ như là Facebook, ví dụ là Gmail. Hoặc đơn giản nhất là các bạn vào phần kiểm tra dung lượng pin, xem ứng dụng nào đang sử dụng nhiều pin nhất thì các bạn hãy xóa ứng dụng đó đi. Có gì đó sai sai thì phải, mình nhớ là iPad Air làm gì có cảm biến vân tay, E2 mới có. Thì cái này là do thằng Thế Anh nó xì đẻo. iPad Air đúng là không có cảm biến vân tay thật. Đã xem mà quên không tắt 3G, mất tòi bữa sáng, cho em lên sóng đi đỡ tiếc. Ok. Bước test iPhone của Mango có phải mổ máy để test trước khi bán ra không anh? Thì hầu hết tất cả máy iPhone của Mango đều được mở ra và test trước khi bán đến tay khách hàng. Dĩ nhiên là hầu hết thôi, bởi vì không phải lúc nào cũng có thể mở và cũng được mở. Anh chỉ em lại cách kiểm tra iCloud ẩn ở máy Lock với ạ. Thì cách kiểm tra iCloud ẩn thì các bạn có thể xem lại video ở đây, bên này. Anh cho em hỏi là 5S 1 đến 2 tháng có xả pin, dùng cạn pin rồi sạc đầy 100%, liệu có ảnh hưởng đến pin chai không anh? Thì cá nhân mình cho rằng là việc này không cần thiết lắm, tuy nhiên thì đó là khuyến cáo của nhà sản xuất, vì thế nên là các bạn làm thì vẫn được, nhưng mà mình thấy nó không có tác dụng nhiều. Máy Lock ở Mango bán ra thì đã được thay pin chưa ạ? Em cảm ơn. Với những máy mà đã bị chai pin dưới 80% thì sẽ được thay pin miễn phí, còn nếu mà tầm 80% đến lưng khoảng trên dưới 80% thì trong quá trình các bạn mua thì chúng mình sẽ tư vấn là các bạn có muốn thay pin miễn phí hay không. Em mua 5S Lock đã qua sử dụng thì về có phải sạc đủ 8 tiếng rồi cần làm thêm gì nữa không anh? Các bạn về sử dụng bình thường thôi, không cần phải sạc đủ 8 tiếng hay bất cứ cái gì đâu. Kể cả máy mới chẳng cần phải sạc đủ 8 tiếng làm cái gì cả. Anh ơi, phần mềm nào quay phim màn hình iPhone 5S? Chi tiết về khoản quay phim màn hình chưa jailbreak thì các bạn có thể sử dụng phần mềm CoolPixel đã được hướng dẫn ở video này. Các bạn có thể xem, kích vào đây. Em đang dùng 6S bật chế độ máy bay rồi, sao thả từ tầng 7 xuống nó không bay anh? Thật ra nó có bay, nó không có chế độ hạ cánh an toàn. iPhone thỉnh thoảng báo không sạc được, đôi khi báo phụ kiện không hỗ trợ. Cái này thì chắc chắn là do dây sạc của củ sạc của bạn chứ không phải do phần cứng của điện thoại, thì các bạn có thể thay dây sạc củ sạc zin. Từ lúc lên iOS 10.3.1, 5S của em bị mất vân tay, không rơi không va chạm gì, còn tụt pin khi để qua đêm nữa. Cách mà em có thể thực hiện bây giờ đó là restore lại hoặc là reset dòng 2 để xem là nó còn bị mất vân tay không. Còn vấn đề máy để qua đêm mà pin bị tụt thì máy nào cũng vậy. 6S của em xài lúc nghe gọi có khi bị rè hay không nói được, vậy là bị sao ạ? Thì thứ nhất là em có thể kiểm tra lại kết nối mạng, xem vùng đó có bị sóng yếu hay không. Nếu mà vùng đó không bị sóng yếu thì chắc chắn là do lỗi phần cứng rồi. Em dùng SIM ghép 4G, phôi SIM 4G của Viettel. Khi dùng WiMAX 6.6 fix full lỗi của 10.3.1, mọi thứ đều ok, chỉ không bật được 4G. Nếu mà vẫn không được thì có thể là chắc chắn là do SIM ghép 4G của em có vấn đề. Cách đơn giản nhất là mua SIM ghép 4G, không có cách khắc phục nào khác. 4S của em bị vô hiệu hóa 24 triệu phút. Cách đơn giản nhất là em có thể restore lại máy, restore lại bằng phần mềm nhá. Restore lại máy thì sau đó thì active xong là lại vào lại bình thường thôi.
iPhone 6s Plus dùng củ sạc iPad có được không anh? Theo như Apple công bố thì các điện thoại iPhone có thể hoàn toàn sử dụng được củ sạc của iPad như bình thường. Đấy là theo như trang chủ Apple nói nhé, còn lúc mà dùng có bị sao thì không biết. Em làm rơi con iPhone 5s xong nó báo hỏng camera và đèn flash, có cần thay mới camera không? Thì chắc chắn là phải thay mới rồi, camera thì không sửa được. iPad Air dùng được tầm hơn 2 năm rồi, dạo gần đây máy thường xuyên truy cập ứng dụng lốt rất chậm. Thì cách khắc phục đơn giản nhất là em có thể restore lại máy. Hầu hết tất cả các lỗi, các cái kiểu như là hiệu năng bị chậm đi hay là lỗi xung đột phần mềm đều giải quyết bằng cách restore, giống như là kiểu như là cài lại Win ấy. Mango theo yêu cầu số 1 nằm ở đâu? Thì các bạn có thể click vào đây để xem lại video Mango theo yêu cầu số thứ nhất và số thứ hai vừa mới ra mắt. Ok, vậy là hết câu hỏi của ngày hôm nay rồi. Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể comment xuống bên dưới, và bất kỳ góp ý nào các bạn cũng có thể comment xuống bên dưới. Đừng quên đăng ký theo dõi Mango TV, và đừng quên là tất cả những câu hỏi comment ở video này sẽ được trả lời trong video sau. Xin chào và gặp lại. Bye bye.